xin chào tất cả các em hôm nay chúng ta lại đi qua một cái tiết học tiếp theo về cái vấn đề xác định cái phương án cơ bản ban đầu của một cái bài toán vận tải và trong cái trường hợp mà chúng ta đang xét ở đây đó là bài toán vận tải ở trạng thái cân bằng thu phát có hai mục tiêu đặc biệt. Thế đây là một cái bước rất là quan trọng và nó cũng là cái bước đầu tiên trong cái thuộc toán thế vị để giúp cho chúng ta giải quyết một cái bài toán vận tải. Thế các em để ý rằng là à, để xác định một cái phương án cơ bản ban đầu à, của cái bài toán vận tải trong trạng thái cân bằng thu phát đó, thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp à, ở trong cái phần này thì thầy sẽ hướng dẫn các em à, sử dụng một số các cái phương pháp mà nó có tính à, tiện lợi nhất và hữu dụng nhất thôi chứ còn mà nó nó ở trong tài liệu thì 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 người ta đưa ra rất nhiều cái phương pháp để xây dựng một cái À, cái phương án cơ bản ban đầu. À, nội dung chính trong cái tiết học này thì thầy sẽ giới thiệu cho các em ba cái phương pháp chính. À, mỗi cái phương pháp nó sẽ có một cái ưu điểm, một cái thế mạnh riêng và tất nhiên nó cũng có những cái nhược điểm của nó. Nào? À, cái phương pháp đầu tiên và thông dụng nhất trong tất cả các cái tài liệu à, cũng như là trong các cái cuốn sách mà mà các em học ở trong các cái chương trình đại học liên quan đến cái bộ môn này á thì hầu như cái phương pháp mà người ta sử dụng nhiều nhất đó là cái phương pháp chi phí bé nhất này và cái khái niệm chi phí bé nhất này là ta hiểu nó là chi phí bé nhất trong toàn bản với cái cái bản vận tải của chúng ta đó nó được xác trên cái quan điểm đó là cái hàm mục tiêu ở đây là đặc minh nha đặc minh có nghĩa là là bàn về vấn đề chi phí rồi thế thì đối với phương pháp này thì các em phải thực hiện theo một cái nguyên tắc à, đó là gì đó là ta tiến hành ưu tiên phân phối tối đa vào cái ô mà nó có cái chi phí bé nhất trong toàn cái bản vận tải của chúng ta và cứ thế ta làm thế thì các em lưu ý rằng ở đây là người ta có cái cái chú ý nhỏ nhỏ đây là gì người ta nói là trong quá trình phân phối mà có nhiều cái ô chọn mà nó có chi phí bé nhất thì sao thì lúc này người ta bảo rằng là phân phối vào ô nào cũng được cái này là cái 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 chủ quan của chúng ta từng thích chọn cái ô nào để ta phân phối vào đó thì nó cũng như nhau cả nha và tất nhiên rằng là cái này nó có cái yếu tố may mắn à, tùy theo cái việc chọn cái ô trong cái trường hợp này mà nó làm cho cái à, thuật toán giải sau này đó, người ta gọi là cái thuật toán tế vị á, nó sẽ dài hay nó ngắn. Rồi bây giờ trên cái quan điểm này này thì ta sẽ giải ngay cái bài toán đầu tiên nha. Rồi, bây giờ ta sẽ làm thử cái cái ví dụ đầu tiên này và thầy sẽ hướng dẫn rất là chi tiết ở cái phương pháp này à, cho các em hiểu. Cái cách chọn cái phương án cơ bản ban đầu trong cái bài toán vận tải cân bằng thu phát với hàm mục tiêu đặc minh nó như thế nào thì tất nhiên là nếu mà ta làm được cho đặt minh thì nếu với cái hàm mục tiêu đặc mắc thì ta sẽ thuộc toán nó ngược lại thôi nó chả có gì khác cả rồi bây giờ ta làm như sau đầu tiên là ta sẽ đưa ra cái phương án cơ bản ban đầu cho một cái bài toán vận tải cân bằng thu phát với cái phương pháp là chi phí bé nhất trong cái toàn bản vận tải này thế các em hiểu rằng là cái phần này nó chính là một cái bảng vận tải nó gồm có ba cái trạm thu trạm thu à, và ba cái trạm phát ha trạm phát đầu tiên nó có số lượng hàng là 80 đơn vị hàng này à, số lượng hàng ở cái trạm phát thứ hai là 30 và trạm phát thứ ba là 20 ở trạm thu thứ nhất là 40 đơn vị hàng trạm thu thứ hai là 70 đơn vị hàng và trạm thu thứ ba là 20 đơn vị hàng à, thì toàn bộ cái lượng còn lại này nè. đó cái lượng còn lại này nó chính là cái mà trận chi phí của chúng ta được chưa Đấy, cái này chính là cái đơn vị hay gọi là cái chi phí vận tải mà nó chuyển đơn vị hàng từ trạm phát qua trạm thu tương ứng ha. Rồi, thế thì bây giờ ta dựa vào đây nè, các em muốn xác định cái phương án cơ bản ban đầu trong cái bản vận tải này thì công việc đầu tiên. Các em quan sát vào trong cái ma trận chi phí này này thì cái ô nào mà nó có cái chi phí nhỏ nhất á thì ta tập trung phân phối tối đa vào ô đó. Thì các em thấy rằng là trong này nó chỉ có con số 1 này là con số nhỏ nhất thôi, đúng không? Và cái con số này nhỏ nhất cho nên tập trung phân phối vào đây. Nguyên tắc của chúng ta lúc nào cũng phân phối là phân phối tối đa. Như vậy ở đây ta thấy nè, cái trạm phát số 2 đó nó có 30 đơn vị hàng trong đó khi đó cái trạm thu số 3 này nè, nó chỉ cần 20 thôi, cho nên phân phối tối đa vào đây là 20 đơn vị hàng. Đấy, các em phân phối vào đây 20. Được chưa? Rồi, sau khi phân phối vào đây 20 đơn vị hàng á thì cái trạm thu này nó đã thu đủ rồi. Nó đã thu đủ hàng rồi cho nên nó không có thu ở các cái trọng phát còn lại. Vì vậy cái cột này này chúng ta xem như là bỏ ra ngoài khỏi cái bảng vận tải luôn. À, và cái lượng còn lại trong cái trọng phát này sau khi đã phát cho cái trạm thu thứ ba này thì nó chỉ còn lại là 10 đơn vị hàng thôi. Đúng chưa? Rồi tiếp theo, sau khi ta bỏ cái bảng vận tải này ra thì đồng nghĩa với cái cột số 2 chi phí số 2 này và cột chi phí số 2 ở cái dòng 1 và dòng 3 này nó cũng bị lọa theo và các bảng vận tải còn lại á, hay nó khác là có ma trận chi phí còn lại nó chỉ còn lại bình như thôi à Thế thì trong các bảng này nè thì cái số nhỏ tiếp theo cái số nhỏ nhất trong các bảng này thì nó lại là con số 2 này nè đúng chưa Đấy cho nên là gì cho nên là cái con số 2 này sẽ là cái con số mà đây thì nhắc lại chỗ này là 20 nhá đó cái này là còn 10 này Thấy con số 2 này sẽ là các con số mà tiếp theo chúng ta sẽ phân phối tối đa. Vào cái ô có chi phí là hai đơn vị này. Thế thì ở trong này ta sẽ ứng với cái trạm phát là 20, trạm phát 3 và trạm thu 1. Trong khi đó trạm phát 3 nó chỉ có 20 đơn vị hàng thôi, còn cái trạm thu 1 này nó thu tứ à, 4 đơn 40 đơn vị hàng lận. Cho nên là ta, ta phân phối tối đa có nghĩa là ta sẽ phát hết cái trạm phát 3 này luôn là 20 đơn vị hàng. À, như vậy cái ông này nè, à, cái trạm thu 1 đây nó chỉ còn lại là 20 đơn vị hàng chưa nhận thôi đúng chưa nó chưa thu đủ phải không rồi sau khi cái trạm phát này nó đã phát hết 20 đơn vị hàng rồi thì nó không còn phát được cho cái trạm phát nào nữa hết do đó cái dòng này các em sẽ bỏ ra khỏi các bản phần tải luôn rồi như vậy các bản phần tải còn lại của chúng ta nó cũng chỉ còn lại bốn con số này thôi và trong bốn con số này thì con số 3 này chính là cái con số mà ứng với cái chi phí bé nhất còn lại đúng không thì tiếp tục sẽ chọn cái ô số 3 này dòng à, dòng 2 cục 2 hả đấy ứng giá trị này nó sẽ là cái ô mà chúng ta sẽ phân phối tối đa thì các em để ý rằng là cái cái lượng hàng phát ở trong cái trạm 2 này nó chỉ còn lại là hai đơn vị hàng thôi vì nó đã phát cho cái trạm thu 3 này là 20 đơn vị hàng rồi trong khi đó cái trạm thu thứ hai này nó cần tới 70 đơn vị hàng rồi như vậy phân phối tối đa vào đây sẽ là 10 đơn vị và xem như là cái trạm phát 2 này đã phát hết đúng chưa nó đã phát hết đã như vậy là tên lọa luôn cả cái dòng này ra À, trong khi đó anh này cái dòng cái trạm thu hai này nó mới có thu được 10 đơn vị hàng như vậy là còn lại là 60 đơn vị hàng nó chưa à, nó chưa thu đủ. À, như vậy thì cái bảng vận tải chúng ta nó chỉ còn lại hai cái ô này thôi và hai cái ô này thì nó ứng với cái ô số 9 là cái ô mà có giá trị nhỏ nhất cho nên tiếp tục phân phối tối đa vào cái ô này. À thế phân phối tối đa vào ô này thì nó ứng với cái trạm phát 1 và cái trạm thu 2. Trong khi đó trạm phát 1 nó có 80 đơn vị hàng và trạm thu 2 sẽ có 60 đơn vị còn lại cần nhận vậy tối đa vào đây là chỉ có 60 đơn vị hàng nha à, như vậy là trạm thu hai đã nhận đủ à, nhận đủ và nó không nhận nữa à, còn cái trạm phát một này nó sau khi nó phát 60 đơn vị hàng thì nó còn lại 20 đơn vị hàng thôi đúng không đó và cái bảng vận tải này sẽ bỏ cái cột này luôn thế thì cái bảng vận tải còn lại nó chỉ còn một ô duy nhất này chắc chắn con số 10 này phải là con số nhỏ nhất rồi à, và con số 10 này nó ứng với cái trạm phát một với cái trạm thu một và rõ ràng trong cái trường hợp này thì các em thấy cái trạm phát 1 đúng còn lại 20 đơn vị hàng và trạm thu 1 cũng còn lại thiếu 20 đơn vị hàng chưa nhận ta bỏ vào đây nó vừa đủ này đúng chưa Đấy như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái việc là phân phối hàng từ các cái trạm phát về các trạm thu và dựa vào trong cái bảng số liệu phân phối này này thì ta sẽ suy ra được ngay à, các em nhìn ra vào đây thì các em sẽ nghĩ ra được ngay cái phương án cơ bản ban đầu À, của cái bài toán vận tải này nó sẽ là một cái ma trận như sau. Đây là x ở cái vị trí dòng 1 cột à, 1 này nó sẽ là 20 đơn vị hàng này. Đó. Ở cái vị trí dòng 1 cột 2 này là 60 đơn vị hàng này. Ở cái vị trí dòng 1 cột 3 thì nó không có ha, như vậy chỗ này người ta ghi là 0. À, tương tự như vậy tên nhiên vừa đây thì đây sẽ là à, cái trạm phát à, ở vị trí dòng 2 cột 1 là nó bằng 0. Rồi, chỗ này nó sẽ là 10 đơn vị hàng ha. Đó. Rồi chỗ này sẽ là 20 đơn vị hạ. Tiếp tục ở cái dòng số 3. Thì chỗ này nó sẽ là 20 đơn vị hạ. Đúng chưa? À, chỗ này không có đơn vị nào. Và tiếp theo cũng là không. Và đây chính là cái phương án cơ bản ban đầu mà chúng ta cần tìm. Đấy. Cái phương pháp mà phân phối như thế này người ta gọi là phương pháp chi phí bé nhất trong toàn bản. Được chưa nào Đây. Đây là cách để chúng ta uh, xây dựng cái phương án cơ bản ban đầu. Nha. Bây giờ thầy sẽ... Uh, làm lại một lần nữa cho cái ví dụ y chang như vậy để chúng ta làm quen với cái phương pháp này nhé chúng ta sẽ làm một lần nữa để cho ta tiện theo dõi này rồi đây cái ví dụ hai ở đây cái bài toán này nó cũng là một cái bài toán vận tải với cái số lượng trạm phát là có 3 trạm phát và nó cũng có ba trạm thu tổng thu ở đây nó sẽ là bao nhiêu đây 40 60 và 20 là 120 này nhá 120 rồi tổng phát ở đây là 60 30 là 90 90 với 30 là 120 này các em thấy được bài toán nó đang ở trạng thái là cân bằng thu phát và cái ma trận này nè đó cái ma trận này cái phần ở dưới này đó chính là ma trận chi phí của chúng ta và bằng phương pháp chi phí bé nhất trong toàn bản thì bắt đầu chúng ta làm như sau bây giờ ta quan tâm vào trong cái gì các em quan tâm vào trong cái phần ma trận Siri người ta gọi là ma trận chi phí ha ma trận chi phí thì trong cái ma trận này thì nó có rất là nhiều cái giá trị trong đó có hai cái giá trị nhỏ nhất đó là cái con một này và con một này đúng chưa như vậy ở đây nó có thứ hai cái ô mà để phân phối vào lận điều là ô có giá trị chi phí bé nhất ha cho nên về nguyên tắc ta ưng chọn ô nào để ta phân phối ở đây cũng được cả nhá nguyên tắc nó như thế tân chọn ô nào cũng được như vậy ví dụ như ở đây thầy thống nhất là thì chọn cái ô đầu tiên này con số 1 này để phân phối Thế thì phân phối ở đây á thì nó sẽ ra là bao nhiêu như vậy cái số lượng hàng mà chúng ta buộc phải phân phối ở đây nó sẽ là minh của hai cái cái giá trị lượng hàng có của cái trạm phát và trạm thu này, này. đây là 40 đây 60 đúng không như vậy tối đa sẽ là 40 đơn vị hàng sẽ phân phối vào đây đấy như vậy cái trạm phát một này nó sẽ còn lại là dư 20 đơn vị hàng chưa phát trong khi đó cái trạm thu một này đã thu đủ rồi cho nên là cái cột này nè chúng ta sẽ lọa luôn khỏa ra khỏi cái bảng vận tải luôn Đúng không? Rồi, ta xem như là bỏ ra ngoài. Vậy các bảng vận tải còn lại cái ma trận chi phí còn lại nó chỉ là cái ma trận gồm có hai cái cột này thôi. Và trong hai cái cột này nè thì cái con số 1 này lại tiếp tục là cái con số có chi phí nhỏ nhất cho nên chúng ta tiến hành phân phối tối đa vào đây. Thế thì phân phối tối đa vào đây thì các em thấy rằng là cái con số 1 này nó ứng ở cái vị trí là của cái trạm phát 2 và trạm thu 3. À, như vậy là phân phối ở đây tối đa sẽ là 20 đơn vị hàng đúng không? Đấy. Điều này có nghĩa rằng là cái trạm thu thứ ba này đã thu đủ lượng hàng và vì vậy ta sẽ loại luôn cả cái cái cột này ra ngoài à, sau khi cái trạm phát hai này đã phát đi 20 đơn vị hàng cho cái trạm thu số 3 đó thì nó còn dư lại là 10 đơn vị hàng và lúc này các bản vận tải của chúng ta nó chỉ còn lại là cái cột này thôi và rõ ràng là trong cái cột này các em thấy là nó chỉ có một mình cái con số 3 này chính là gì à, chính là cái ô mà nó có chi phí nhỏ nhất à, cho nên tiếp tục chọn cái ô này để ta phân phối tối đa thế ta ứng với cái ô này, này thì cái trạm phát này nó chỉ còn lại là 10 cái đơn vị hàng à, thôi vì nó đã phát vào trong cái ô này là 20 rồi. À, trong khi đó cái trạm thu này nó cần tới 60 lần như vậy tối đa vào đây chỉ có thể là 10 thôi. Đúng chưa? Đấy, như vậy là ta xem như là cái trạm phát này nó đã phát hết, không còn phát nữa nhưng mà ta bỏ cái dòng này ra. À, và cái trạm thu này nó mới chỉ thu 50 à 10 thôi, như vậy là còn lại là 50 đơn vị hàng chưa thu đúng không? Đấy, như vậy nó còn thiếu này À Thế thì cái bảng vận tải tiếp theo đó chỉ còn lại là hai cái ô này thôi, ô 6 và ô 9 này thôi. Như vậy là cái ô số 6 này là cái ô mà có cái giá trị chi phí bài nhất. Một lần nữa chúng ta sẽ tiến hành phân phối tối đa vào đây. Như vậy ta quan sát ở cái ô này á, thì nó ứng với cái trạm phát số 3 và cái trạm thu số 2. Trong khi đó cái trạm phát số 3 chúng ta có 30 đường vị hàng và cái trạm thu này cần phải thu 50. Vậy phân phối tối đa vào đây chỉ có thể là 30 thôi. Không thể nhiều hơn được nữa, không? Điều này có nghĩa rằng là gì? Điều này có nghĩa là cái trạm phát số 3 này đã phát sạch không còn một cái gì cả, ha. Và cái trạm thu này vẫn chưa thu đủ vì nó mới có thu 30 đơn vị hàng vậy nó còn lại là 20 đơn vị hàng là chưa thu đủ. Đúng chưa? Đấy, còn 20 đơn vị hàng chưa thu đủ. Và cái bản vận tải của chúng ta nó chỉ còn lại một cái ô duy nhất đó là cái ô số 9 này. Và cái ô số 9 này chính là cái ô mà chúng ta sẽ phân phối cuối cùng. Vậy cái ô này nó sẽ ứng với cái trạm phát số 1 và cái trạm thu số 2. À thì lúc nãy các em thấy là trạm phát số 1 nó còn dư lại 20 đơn vị hàng vừa đúng với cái trạm thu số 2 không trạm phát một là 20 vừa đúng với cái giá trị mà trạm thu số 2 nó đang cần đó là 20 đơn vị hàng phát vào ô số 9 này như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công việc phân phối hàng hóa ứng với cái cái phương pháp chỉ phí bài nhất được chưa nào như vậy từ đây dựa vào cái cách phân phối này thì ta, cái luận cái phương án cơ bản ban đầu của cái bài toán Phương tái trong trường hợp này nó sẽ như sau. Như vậy chỗ này là 40 đơn vị hàng này, đúng không? Rồi, ở vị trí à, dòng 2 cột 2 thì nó sẽ là 20 này. Dòng 2 à dòng à, dòng 1 nhé, dòng 1 cột 3 sẽ là 0 này. Đó, rồi tiếp theo chỗ này sẽ là dòng 2 cột 1 đúng không? Là 0 này. Dòng 2 cột 2 là 10 này. Đúng chưa? Đó, rồi dòng 2 cột 3 là 20 này. Tiếp tục à ở dòng 3 thì cái này nó là 0 à dòng 3 cột 2 là 30 này. Và dòng 3 cột 3 là không. Đấy. Như vậy là đây chính là phương án cơ bản ban đầu mà chúng ta à, đã xây dựng được. À, như vậy rõ ràng là cái phương pháp này nữa, à, nó khá là đơn giản và các em chỉ cần nhìn vào trong cái cách làm của thầy hướng dẫn thì ta sẽ tìm ra được ngay. Đúng chưa? Đấy. Đây là cái cách mà nó rất là thuận tiện và, và và thực hiện cái việc xây dựng phương án cơ bản ban đầu khá là nhanh, khá là nhanh đấy nó có một ưu điểm như vậy khá là nhanh rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em qua một cái phương pháp khác một cái phương pháp mà cái việc tính toán của nó sẽ công phu hơn một chút à, công phu hơn một chút à, nhưng nó được một cái ưu điểm đó là gì nó sẽ giúp chúng ta tiếp cận được cái phương án tối ưu của cái bài toán vận tải này một cách gần nhất hay nói cách khác là với cái phương pháp số hai à, cái phương pháp này nó mang một cái tên đó là phương pháp sắp xỉ 4gen phương pháp này nếu người ta sử dụng thì sau khi mà chúng ta thực hiện cái phương án cơ bản bằng phương pháp sắp xỉ 4gen thì ta chỉ cần thực hiện cái việc giải bài toán vận tải bằng phương pháp thế vị sau này á các em sẽ học á thì nó sẽ rất là nhanh à, nó là một cái ưu điểm nó rất là nhanh nó giúp chúng ta tìm ra ngay cái phương án tối ưu cực kỳ nhanh và thậm chí là chỉ cần thực hiện cái phương pháp này lần đầu tiên luôn là ta sẽ gặp ngay luôn cái phương án tối ưu đó, ưu điểm của nó là như thế rồi bây giờ trên các cơ sở ưu điểm đó thì ta cần phải tìm hiểu cụ thể là cái phương pháp này nó có nội dung như thế nào và chúng ta phải à, nắm vững cái phương pháp này à, thì chúng ta mới mới tính toán được hỏi nè rồi bây giờ cái à, cái nội dung của phương pháp x xỉ gan nó như sau à, đây là một cái phương pháp nó được đánh giá là rất là tốt để xây dựng phương án cơ bản ban đầu vì nó thường rất gần với phương án tối ưu thì để xây dựng phương pháp à, sắp xỉ phô gan thì người ta có một quy định như thế này nè đầu tiên là ta gọi cái độ chênh lệch của mỗi hàng và mỗi cột nó được xác định trên cơ sở chính là hiệu số giữa cái cước phí thấp thứ nhất à, thứ nhì và trừ đi cái cước phí thấp thứ nhất ở đây đấy trong cái hàng và cái cột đó cái này ta phải tính ra không? ở hàng nào cột nào chúng ta cũng phải tính cái độ chênh lệch này ra và cái độ chênh lệch nó được xác định trên hiệu số giữa gì giữa cước phí chi phí cước phí thấp thứ nhì trừ đi cước phí thấp thứ nhất. Đấy. Thế trong cái trường hợp mà lỡ như mà nó có thứ hai có ô trên cùng một hàng và trên cùng một cột mà cái chi phí của nó bằng nhau luôn thì sao? Thì lúc này ta tự động hiểu cái thấp thứ nhì này nó bằng cái giá trị thấp thứ nhất này luôn. và lúc này cái độ chênh lệch của nó là không có Xem như là bằng 0 Ha. Rồi Với cái quy định là khái niệm độ chênh lệch của mỗi hàng và mỗi cột như vậy đó Thì ta thực hiện cái bước đầu tiên Đó là gì chọn cái hàng và các cột có độ chênh lệch lớn nhất nha các em. Đó, trong tất cả các cái hàng và các các cột mà sau khi chúng ta đã tính nó ra trên các hàng các cột rồi đó thì ta xác định qua thứ cái hàng các cột nào mà nó có cái độ chênh lệch lớn nhất thì ta ưu tiên phân phối vào cái hàng đó, đó cũng như cái cột đó trước. Nha nha. Thế thì phân phối trên cái hàng và cái cột đó thì ta làm thế nào thì người ta quy định này, trong cái hàng và cái cột ưu tiên ấy ha thì ta phân phối tối đa vào ô có chi phí bé nhất Đấy. như vậy đầu tiên là ta phải tìm cái hàng và cái cầu có độ trên lệch lớn nhất đó đã và trên cái hàng cái cầu có cái độ trên lệch lớn nhất đó ta sẽ phân phối vào ô có chi phí bé nhất của nó à. rồi ở đây ta có chú ý này nếu có nhiều hàng hoặc nhiều cầu có cùng chiết lệch lớn nhất đây còn một câu hỏi đặt ra là như này nếu nó có nhiều cái cái hàng và cầu có độ trên lệch lớn nhất thì sao thì lúc này ta xác định ô trũng đây nó có một cái khái niệm nó rất là trực quan nha khái niệm này nó khá là trực quan ô trũng tức là ô mà nó có cước phí nhỏ nhất nha các em đây cước phí nhỏ nhất nằm ở giao của một hàng và một cột đang được xét đó và nếu mà ta xác định được ô trũng như vậy đó thì ta sẽ ưu tiên phân phối vào cái ô trũng trước nha như vậy ô trũng sẽ là ô nó được xác định trên cơ sở là gì giao của một hàng và một cột được chưa mà cái giao đó thì cái chi phí tại cái giao đó là nó thấp nhất Nên nha là thấp nhất rồi nếu như không có ô trúng thì sao bởi vì lý do là không phải lúc nào nó cũng sinh ra những cái hàng và cái cột giao nhau mà khi nó có khi nó có một cái hàng không thôi nhưng nó không có cột như vậy nó không có cái hiện tượng giao nhau này nghĩa là nó sẽ không sinh ra những ô trúng thì lúc này ta sẽ ưu tiên phân phối cho cái ô nào mà nó có cước phí nhỏ nhất trong tất cả các hàng cũng như các cột ta đang xét được chưa đó. bước thứ hai là sau khi mà xác định có ô rồi đó để phân phối rồi thì bắt đầu ta làm này sau mỗi lần phân phối tối đa thì ta xóa cái hàng hoặc cái cột đã phát hết hàng hoặc nhận đủ hàng đi có nghĩa là cái bước này chúng ta làm giống y như trong cái phần chi phí bé nhất sau khi chúng ta phân phối tối đa vào đó nha rồi sửa lại lượng hàng ở trạm phát hoặc trạm thu tương ứng có nghĩa là sau khi mà phát hàng ra bao nhiêu thì còn lại bao nhiêu hoặc là trạm thu nó đã thu bao nhiêu rồi còn bao nhiêu thì chúng ta phải sửa lại cái lượng hàng rồi và thực hiện cái bản vận tải mới với cái bước một như đây đây có nghĩa là tiến hành qua bước 3 là ta quay về bước một và ta làm y như vậy một lần nữa à, và cái quá trình này sẽ thực hiện mãi đến một lúc nào đó nó sẽ dừng có nghĩa là nó sẽ kết thúc và sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ ghi cái phương án cơ bản của chúng ta ra đấy cái quy trình nó như vậy được chưa? Như vậy là trên các cơ sở này nha thì thầy sẽ lấy ngay cái ví dụ và chúng ta bắt đầu tính toán, à, bắt đầu tính toán, rồi phải từ từ vì cái này nó có nhiều cái yêu cầu trong này cho nên là ta phải để ý. Bây giờ thầy sẽ lấy ngay cái ví dụ đầu tiên. À, để cái ví dụ này nó dễ hiểu thì ta phải làm nhiều, nhiều cái trường hợp, phải không? Ta phải làm nhiều cái trường hợp để để, để ta, ta ta đánh giá cho nó kỹ lưỡng nha Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách cụ thể như sau bây giờ ta xác một cái bảng vận tải như này đây là một cái bản vận tải cũng có tổng thu và bằng tổng phát kết quả tổng phát và tổng thu ở đây nó sẽ là 100 130 đơn vị hàng hết phải không đây 101 với 20 này đấy rồi bây giờ để cho nó tiện thì thầy sẽ viết ở ngoài đây nè và chúng ta quan sát cho nó nhanh Nha. ở đây là chúng ta sẽ có nè À, cái trạm phát của chúng ta và trạm thu được chưa đó thầy sẽ vẽ ngoài đây cho nó dễ hiểu à, chứ để các bạn sẵn như thế này thì có một số bạn không hiểu là viết cái gì trong đó cái này là 40 nhá Đây là các bạn hoàn tải của chúng ta à, đây là 70 này rồi đây 20 rồi tiếp theo sẽ là 80 này ở đây sẽ là 30 này ở đây là 20 rồi Ok nhá các em ở đây là ta có những cái chi phí tương ứng này là 10 nè. Rồi đây là 9 nè. Ở đây là 2 đó. À, đây là 4. Đây 3. Đây 1. Rồi đây sẽ là 2. Đây là 6. Đây là 2. Được chưa? Rồi. Bây giờ ta làm cái công việc của chúng ta đầu tiên là nó như thế này. Đây nha. Bây giờ công việc của chúng ta là các em phải tính cho thầy cái chênh lệch trên từng hàng này trước. Bây giờ đầu tiên tính cho lại nè. Trên cái hàng này nó có 2 9 và 10 như vậy chênh lệch của chúng ta sẽ lấy cái giá trị thấp thứ nhì là con số 9 nè trừ cho giá trị thấp thứ nhất như vậy chênh lệch cái này nó sẽ là 7 đơn vị. Được chưa? Rồi. Ở cái hàng này thì sao? Ở cái hàng này thì nó có hai cái giá trị nhỏ nhất đó là 3 với 1 như vậy chênh lệch sẽ là 2 nhé. Tương tự như vậy, ở cái hàng này nó có hai cái ô nhỏ nhất đó là 2 với 2 này như vậy chênh lệch của nó là không đơn vị nhé Tương tự như vậy ta tính đi các cái cột. Cột này trên lại là bao nhiêu? Cột này trên lại là lấy 4 trừ 2 nhé. Như vậy là nó bằng 2 này. Ở cái cột này trên lại sẽ là giữa 3 và 6, như vậy nó sẽ là 3 này. Ở cái cột này trên lại giữa 1 và 2 thì nó sẽ là 1, đúng chưa? Đấy, các em cứ lấy cái giá trị thấp thứ nhì mà trừ cho giá trị thấp thứ nhất. Trong trường hợp nếu như thấp thứ nhì và thấp thứ nhất nó bằng nhau luôn thì xem như trên lệ bằng 0, được chưa? Rồi sau khi tính tất cả các cái chênh lệch của trong này ra đó thì ta thấy này, chênh lệch lớn nhất nó ở rơi vào con số 7 này đó nghĩa là cái dòng số 1 này sẽ là cái dòng mà chúng ta sẽ phân phối phân phối vào đây thì trong cái dòng này cái con số nhỏ nhất sẽ là con số 2 cho nên ta tiến hành phân phối vào cái ô số 2 này này ở đây là 80 20 như vậy tối đa số lượng hàng mà ta phân phối đã là 20 đơn vị nhé được chưa và sau khi phân phối vào 20 đơn vị thì xem như cái này nó đã nhận đủ và ta xóa cái xóa cái cột này luôn được chưa và cái này sau khi cấp 20 đơn vị thì sẽ còn lại là 60 đơn vị chưa phát đúng chưa đấy rồi như vậy là ta đã xong cái bước và bắt đầu ta lại thực hiện một lần nữa y như vậy nhưng mà cho cái bảng vận tải của chúng ta nó chỉ còn hai cái cột này thôi vì cái cột này đã bị lọa ra rồi rồi như vậy bắt đầu ta tính cái độ chênh lệch trên cái hàng này, này, trên cái hàng này chênh lệch nó chỉ còn lại là một không còn bãi nữa đấy các em làm y như vậy giữa hai cái này thì nó chênh lệch là một tiếp giữa hai cái này nó chênh lệch từ bốn đơn vị lần nha các đó rồi bắt đầu tính đi các cậu này cái cột này nó trên lệch vẫn là ba ha cái cột này trên lệch vẫn là hai đúng chưa rồi như vậy các em thấy này trong các hàng các cột thì cái đây sẽ là cái hàng có mức độ trên lệch lớn nhất cái hàng có mức độ trên lệch lớn nhất là cái hàng số 3 này và cái hàng số 3 này có chi phí bé nhất là con số 2 cho nên tiếp tục các ô mà chúng ta chọn để phân phối vào đây sẽ là ô này cái này 20 đây 40 như vậy phân phối tối đa là 20 nhé rồi sau khi phân phối tối đa 20 nghĩa là cái à, cái 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 trạm phát này nó phát hết à, ta lọa luôn cái dòng này ra à, sau khi đã nhận 20 đơn vị hàng như vậy cái trạm thu một này nó còn lại là 20 đơn vị chưa nhận đúng chưa nào rồi như vậy bán vận tải của chúng ta nó chỉ còn lại là bốn cái ô này thôi này đúng chưa rồi tiếp tục ta lại tính trên lại tiếp qua lại bước này trên lại cũng là một này nha à. rồi bước này trên lại cũng là một này cái ô này trên lại nó thứ sáu đơn vị lận đại giữa 9 với 3 mà cái này là 10 với 4 là cũng 6 đơn vị lận đại rồi sau khi quan sát mức độ chênh lệch thì lên chênh lệch lớn nhất của cái bài toán này là nó có hai cái ô này hai cái cột này luôn các em như vậy chúng ta sẽ chọn cái cột mà nó có cái mức chi phí bé nhất vì ở đây nó có thứ hai cột chênh lệch mà đúng không như vậy cái phân phối vào cái ô mà có chi phí bé nhất trong tất cả các cái cột đó như vậy trong cột này nó có chi phí là 14 trong cột này có chi phí là 93 như vậy trong hai cột này nè cột số 2 này chính là cái cột mà nó có chứa cái cái giá trị có chi phí bé nhất đó là con số này. Đấy. Được chưa? Rồi, như vậy ta sẽ phân phối vào đây nhá Phân phối tối đa vào đây là 30 đơn vị hàng này. Ok. Sau khi phân phối 30 đơn vị hàng vào đây thì cái à, trạm phát này nó sẽ xem như là phát hết nghĩa là bỏ cái dòng này đi này. Đấy. Và cái cột này này sau khi mà nhận 30 thì nó còn lại là 40 chưa chưa nhận, đúng không? Rồi. Thế thì à, sau khi mà bỏ cái bảng vận tải này ra thì cái bảng vận tải sau này nó chỉ còn lại là cái dòng này thôi cái dòng này thôi. Mà riêng cái dòng này thôi thì triển lệ của nó chắc chắn là một và chỉ còn một mình nó thôi. Đúng chưa? Mà chỉ còn một mình nó đồng nghĩa với chúng ta sẽ chọn cái gì? Chọn cái dòng này để tiến hành phân phối. Và trong cái hàng này thì chỉ có con chín này là cái con mà có giá trị bé nhất, vậy ta phân phối tối đa vào đây. Thế phân phối tối đa vào đây thì ta sẽ có cái lượng hàng của cái trọng phát 2 này nó chỉ cần nhận là 40 thôi, trong khi đó anh chàng này chỉ còn là tới 60 đơn vị hàng lận. Vậy ta bỏ vào đây là 40 này, phân phối tối đa này. Đúng chưa các rồi như vậy là riêng cái anh này nhận đủ và cái ô cuối cùng á 40 thì anh này chỉ còn lại 20 đơn vị hàng chưa phát đúng không? Vậy cái u cuối cùng mà chúng ta đánh giá ở đây là nó không còn cái chây lại nào nữa và chỉ còn một u cuối cùng này thì chắc chắn cái đây 20 đây 20 bỏ vô đây nữa 20 là đủ, đúng chưa? Đấy. Và dựa vào cái này thì ta rút ra được kết luận cái phương án cơ bản trong bài toán này là x nó sẽ bằng x nó sẽ bằng đây là 20 này. Đây là 40 này. Đây là 20 đúng không? À, rồi 0 à, này, 30 0 này. Đúng không em Đấy, rồi tiếp tục là 20 này. 00. Được chưa? Rồi, như vậy đây chính là phương án cơ bản à, ban đầu đã được tìm ra bằng một cái phương pháp có tên là phương pháp Fogen. Xác định trên cơ sở à, cái bài toán của chúng ta tính cái mức chênh lệch giữa các cái chi phí trên các dòng và các cột. Đấy. À, các em nắm rõ cái nguyên tắc chưa? Đấy và cái bảng ở dưới này, này là cái bảng mà thầy mô tả lại cái kỹ thuật chúng ta làm ở đây này nè. Những cái con số mà được tô đỏ đây chính là cái con số mà chúng ta chọn ứng với cái dòng và cái cột mà sẽ được phân phối vào. đi chứ nào. Và cái phương án cơ bản sẽ là cái phương án này đây. Đấy. À, và cái đáp số của chúng ta là thầy sẽ ghi lại đây trong cái trình bài của chúng ta. Bây giờ ta sẽ làm tiếp. Cái phương pháp Forgan này một lần nữa để cho bắt đầu chúng ta làm quang và ta sẽ rơi vào một cái tình huống à, những cái tình huống khác ví dụ như những cái tình huống mà bắt đầu nó xuất hiện những cái ô trúng có hay không phải không, ô trúng có hay không rồi đây là cái bài toán bây giờ thầy sẽ không viết ở ngoài nữa nha mà thầy để nguyên ở đây cái này thầy tính nha rồi để nguyên ở đây, cái này thầy tính à, để cho chúng ta bắt đầu sẽ à, sẽ phải có những cái kinh nghiệm tính toán nhanh hơn rồi bây giờ à, đây là bảng vận tải của chúng ta Đây là một cái bài toán vận tải cũng có cái hiện tượng cân bằng thu phát Và cái ma trận này chính là cái ma trận chi phí của chúng ta nha Ma trận này ma trận chi phí Đầu tiên bắt đầu ta tính cái à, dòng đầu tiên này Cái dòng đầu tiên này thì rõ ràng á, là nó có cái chênh lệch là giữa hai với một là một đơn vị đúng chưa Rồi tiếp à, Giữa cái này thì nó sẽ là không vì nó có hai con ba này nè Trừ nhau là bằng không Giữa cái dòng thứ ba này là 4 với 2 với 6 này là chênh lệch là hai đơn vị này. Được chưa như vậy là đây ta đã tính được cái gì cao tính được cái mức chênh lệch trên ba cái dòng tiếp tục trong ba cái cột này thì cái cột đầu tiên này thì chênh lệch là một đơn vị vì nó có lấy 3 trừ hai này tiếp tục cái cột này sẽ là lấy 4 trừ một là ba đơn vị này tiếp tục cái cột này là lấy lấy năm trừ ba đúng không năm trừ ba là hai đơn vị này như vậy các em thấy này trong các cái giá trị mà chúng ta tính ra trên dòng và cột tương ứng các mức chênh lệch thì cái con số 3 này chính là cái con số sẽ được chọn con số này đó Đồng nghĩa với gì à, Đồng nghĩa với cái cột số 2 này sẽ là cái cột được Được ưu tiên để phân phối Và trong cái cột số 2 này thì con số 1 này Chính là cái con số mà có cái chi phí bé nhất Vậy phân phối tối đa vào đây thì nó sẽ là bao nhiêu Chắc chắn sẽ là 50 đơn vị hàng Đúng chưa Vậy bỏ cái dòng này luôn à, Có nghĩa là cái này nó đã phát hết rồi kìa à, Trong này nó sẽ còn lại là 35 đơn vị hàng chưa nhận Được chưa nè 35 đơn vị vì cái đây 50 rồi nha rồi sau khi đã bỏ cái này ra thì ta xem như cái dòng số 1 không cần tính chênh lệch nữa. Bây giờ bắt đầu tính cái chênh lệch ở dòng 2 này. Ở dòng 2 nó vẫn là 0 này. Nha. Ở cái dòng này nó vẫn là 2 này. Rồi trên cái cột này á, trên cái cột này thì nó bắt đầu là 3 này. Trên cái cột này nó là 2 này. Rồi trên cái cột này sẽ nó là 1 đúng chưa? Rồi các em quan sát vào trong cái các mức chênh lệch thì tiếp tục cái con số 3 này lại là cái con số có mức chênh lệch lớn nhất. Cho nên ta tiết hành ưu tiên phân phối vào trong cái cột số 3 này. Tiếp trong cột số 3 này thì con 3 này chính là cái con số có chi phí bé nhất. Cho nên phân phối tối đa vào đây là 55 đơn vị hàng. Được chưa? Đó, 55 đơn vị hàng của chúng ta là xem như cái cột này là ta đã đã xong luôn, nghĩa là cái trạm thu số 3 này nó trạm thu đủ. Sau khi phân phối 55 thì cái con 60 này nó còn lại là thừa 5 đơn vị chưa phát. Và các bảng vận tải của chúng ta nó chỉ còn lại là 4 ô này, bắt đầu tiếp tục tính chênh lệch. Thì trong cái này là chênh lệch của nó chỉ là một này, trong cái này là 4 với 6 chia lệ là hai này được chưa rồi ở trên cái cột này đó chia lệ tiếp tục là hai này ở trên cái cột này đã tiếp tục đừng chia lệ là một thế thì bây giờ tới đây ta thấy này à, nó có hai cái hai cái giá trị chia lệ lớn nhất là đó là cái con hại này với cái con hai bên này đây là một cái điều nó hơi khác khác so với cái ví dụ ở đây đúng không? Thì con hai này với con hai này đó là hai cái con số mà nó vừa nằm trên dòng và trên cột. Như vậy cái ô này có phải là ô giao nhau giữa cái dòng số 3 và cột số 2 không? Đúng không? Như vậy cái ô này chính là cái ô giao nhau. Thì vấn đề đặt ra là cái ô này có phải là ô trúng hay không? Nó là ô giao nhau. Thì các em để ý này, cái ô này nó không phải là ô trúng vì lý do là trên cái dòng số 3 này, này và cái cột số 2 này này cái chi phí số 6 này nó không phải là chi phí bé nhất vì con số 4 với con số 4 này nó nhỏ hơn 6 này nè, cho nên cái ô này nó không gọi là cái ô trúng. Nó không phải là ô trúng nha các em để ý Con số này nó phải nhỏ hơn tất cả những con số nằm trên cái dòng và cái cột được chọn. Ví dụ như chỗ này là con số 3 thì được thì nó gọi là ô trúng. Thế còn cái này nó không phải là ô trúng, các em để ý vậy. Mặc dù nó là giao giữa dòng và cột đấy. Cho nên trong cái tình huống này con số 6 này không được chọn để ưu tiên phân phối. Và vì vậy chúng ta sẽ tiến hành chọn cái con số bé nhất trong cả hai cái dòng và cái cột này vì đây là hai cả dòng và cột này đều có cái độ chênh lệch lớn nhất mà đúng không đấy như vậy là ta phân phối vào ô số 4 này hai ô số 4 này đều được cả vì cái mức chi phí ở đây nó đều nhỏ như nhau nhỏ như nhau nha thế bây giờ ở đây ta có quyền chọn cho mình một cái ô tùy ý để các em phân phối ví dụ ở đây thì thống nhất là thì sẽ chọn con số 4 này nhưng mà nếu chọn con số 4 này thì chúng ta sẽ phân phối tối đa được là 40 đơn vị hàng nha 40 đơn vị hàng và ta xem như là cái gì à, À ở đây thầy bị nhầm rồi, cái chỗ này là con 3 trước nhé. Ở này là con 3 trước, xin lỗi bị nhầm. Đây, con 3 trước chứ. Đây là 4 nha, đây là 4 nha. À không phải, vẫn vẫn là con con 4 này, chứ không phải là con 3. Vẫn là con 4. À chữ này là 40 nhé. Vì cái con 3 này không phải nằm trên cái dòng cũng như nó không nằm trên cái cột được chọn. À thế thì ta phân phối vào đây 40 đơn vị hàng nè. 40 đơn vị hàng thì xem như là cái trạm này nó đã thu đủ như vậy ta bỏ cái cái cột này ra anh này chỉ còn lại là 30 đơn vị chưa phát thôi nè được chưa rồi như vậy các bản vận tải của chúng ta đó nó chỉ còn lại cái cột này thôi nè nó còn lại cái cột này thôi à, và vì vậy chỉ có cái cột này có trên lệ là hai cho nên tiếp tục là chọn cái cột này để phân phối và phân phối vào đây cái ô bé nhất cũng là con số 4 này và tối đa của nó chỉ nhận được phân phối vào đây là 5 đơn vị hàng thôi vì anh này chỉ còn 5 đơn vị phát vậy số lượng còn lại mà cái trạm này nó còn phải thu là 30 đơn vị chưa thu nữa thôi đúng chưa 30 đơn vị chưa thu và xem như là cái gì? cái dòng này đã phát hết nhé như vậy còn lại một ô cuối cùng đó là cái ô số 6 này thôi thì cái ô số 6 này thì các em sẽ phân phối tối đa vô cái này là 30 cái này 30 bỏ vào này nữa là vừa đủ nè đó như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái cái thuật toán của chúng ta và ta rút ra cái công thức nghiệm của chúng ta Đấy không đây là uh, x hay còn gọi là cái phương án cơ bản chứ không phải là nghiệm mà đây là 050 này đúng chưa các em rồi không này À cái này sẽ là 0 này, 5 55 này. Đúng chưa? Đó. Rồi, cái này là 40 30 0. Đấy, 40. Đây 30. Đây 0. Được chưa? Đây là chính là phương án cơ bản ban đầu mà chúng ta tính theo cái phương pháp Forgen của chúng ta. Đấy. Rồi như vậy là chúng ta đã bắt gặp uh, trong cái ví dụ hai này nó có một cái điều mà nó hơi khác khác so với ví dụ một là gì? Là nó xuất hiện những cái uh, cái ô chọn mà nó rơi vào tình huống là giao giữa dòng và cầu. Tuy nhiên những cái ô chọn đó nó không phải là ô trũng, không? Ô trúng. Rồi ta sẽ qua tiếp một lần nữa cho cái ví dụ số 3 và trong ví dụ này thì chắc chắn các em sẽ bắt gặp cái tình huống nó sẽ xuất hiện một ô trũng ở trong này ô trũng để chúng ta làm quan với kỹ thuật tính toán rồi bây giờ thầy sẽ làm nhanh cái ví dụ này thôi nha rồi bây giờ ta dựa vào cái bảng này nè, thầy sẽ hướng dẫn ta tính luôn cho nó nhanh và cái đây là đáp số của nó. Đây là dòng đầu tiên nè. Các em thấy rằng là cái mức chênh lệch là bao nhiêu? Giữa 4 với 2 thì ta sẽ lấy là 2 nè. Đúng không? Rồi cái này là 4 đơn vị đúng không? 1 năm hả? 4 nha. Rồi tiếp tục cái này là cũng 4 luôn nè. Ok chưa? Rồi chỗ này là bao nhiêu? Chỗ này sẽ là mấy các em? Sẽ là 3 đúng không? Đấy, rồi tiếp tục trên cái cột này là giữa 1 với 4 này thì là 3 này. À, trên cái cột này là giữa 0 với 4 là 4 này. Rồi trên cái cột này là giữa 4 với 8 thì là 4 này. À, trên cái cột này là giữa 1 với 2 là 1. Đấy, các em thấy này. Trên cái bài toán này á, nó có gì các không? Nó có này. Một dòng, hai dòng, một cột, hai cột. Đó. Như vậy ở đây nó xuất hiện những cái ô có sự giao nhau giữa dòng và cột đó chính là cái cột 2 cột 3 giao với dòng 2 dòng 3 đều là những dòng và những cột có chi phí lớn nhất à, có độ trên lệch chứ đồ trên lệch chi phí lớn nhất rồi như vậy ta nhiệm vụ của chúng ta này xác định trên các cái dòng đây xác định trên hai cái cột này và ưu tiên tại cái ô trũng đây như vậy ta ưu tiên phân phối vào bốn ô này trước nhá thì các em để ý này trong bốn cái ô này thì cho một ô này cái ô này nó là không đơn vị như vậy nó là con số bé nhất rồi nhá và bản thân nó là bé nhất trong cả cái dòng và trong cả cái cột đấy các em thấy này không có con số nào nó nhỏ hơn nó nữa cho nên cái này chính là ô trũng của chúng ta được chưa các em hiểu ô trũng chưa nè đấy nó khác với cái bài tập hồi nãy vì vậy cái ô mà chắc chắn chúng ta phân phối ưu tiên vào đây chính là con cái ô số 0 này rồi phân phối ở đây tối đa là 20 đơn vị nha các em như vậy là anh này nhận đủ vậy ta bỏ luôn cái cột này ra này đấy như vậy cái cái hàng này nó sẽ còn lại là 10 đơn vị chưa phát rồi sau đó ta tính toán lại đùa trên lệch nè 5, 8, 2 thì trên lệch là 3 nha Đấy giữa 2 và và 5 Cái đây là trên lệch là 4 nè Cái dòng này trên lệch là 1 Cái dòng này trên lệch là mấy À vẫn là 3 phần Rồi cái cột này vẫn trên lệch là 1 Cái cột này vẫn trên lệch là 4 Cột này không tính nữa Cột này trên lệch vẫn là 3 Thế tới đây các em thấy nè À ta có hai cái dòng và cái cột nó được sinh ra. Có độ chênh lệch lớn giống nhau và cái con số mà chúng ta thấy ở đây nó chính là con số 8 nó là được tạo ra bởi giao giữa cái dòng và cái cột này. Tuy nhiên con số 8 này nó không phải là cái con số gì các em. Nó không phải là cái con số được được ưu tiên để phân phối mặc dù nó là giao vì nó không phải là ô trũng à, đơn giản là vì lý do là trên cái dòng này này nó còn có những cái chi phí đây, con bốn nhỏ hơn này, thậm chí trên cái à, trên cái cái dòng số 2 này nó có cái con số 1 này đúng chưa như vậy nhìn quan sát vào trong cái dòng 2 và cái cột số 3 này thì cái con số 1 này chắc chắn là con số mà chúng ta sẽ được ưu tiên phân phối vào vì nó chính là ô mà có chi phí bé nhất trong cả cái dòng và cái cột này đúng không cả cái dòng 2 và cái cột 3 này vậy phân phối vào đây tối đa là 30 nhé và ta xem như là cái này đã thu đủ vậy anh này chỉ còn lại là 10 đơn vị chưa phát tiếp tục bảng vận tải chúng ta chỉ còn là hai cột cuối bắt đầu tính trên lệch nè chỗ này là 6 đơn vị nè trên lệch cái này là ba này được chưa à, rồi gì nữa cao trên lệch cái này vẫn là một phải đấy rồi trên lệch cái này là 7 lần đó trên cột này trên lệch vẫn là một trên cột này trên lệch vẫn là 4 tới đây ta thấy rằng là chỉ có một cái dòng mà nó có đùa trên lệch lớn hơn đó là con số 7 này vì vậy trong dòng này thì phân phối ưu tiên vào U1 Tối đa vào đây là 20 đơn vị hàng Ok chưa yeah. Vậy trong 20 đơn vị hàng thì ký à, cột này cũng bỏ Rồi cái dòng này cũng bỏ luôn vì lý do là cái trạm phát này đã phát hết Và đậm thu này cũng thu hết à, Trong cái bảng vận tải còn lại của chúng ta Chỉ còn lại ba con số trên cái cột này thôi Cho nên chúng ta tính tiếp tục trên lại trên đây Vậy trên lại trên đây vẫn là 4 Và một mình nó là lớn nhất Cho nên là ta phân phối tối đa vào U nhỏ nhất trên cột này là con số 4 Tối đa vào đây sẽ là 10 đơn vị hàng đúng chưa 10 đơn vị hàng này xem như là cái dòng này đã phát hết và các anh này chỉ còn lại là 20 đơn vị chưa gì các em 20 đơn vị chưa chưa thu đủ rồi tiếp tục phân phối vào hai cái ô này thì hai ô này là giá trị chi phí nó như nhau cho nên là là cái cột này này trên lại nó là không à, nhưng mà chi phí như nhau cho nên là ở đây ta ưng phân phối vào ô nào cũng được tùy các em thôi thì ở đây phân phối vào ô này trước thì sẽ là 10 đơn vị hàng 10 đơn vị hàng là xem như cái này đã phát hết đúng chưa phát hết và cái này còn lại là 10 đơn vị hàng chưa nhận trong khi đó có ô còn lại là ô số 8 này anh này đúng 10 và anh này là cần thu 10 như vậy bỏ vào đây 10 nữa là vừa đủ được chưa vậy các em nhìn vô trong cái bảng chi phí của chúng ta đây và lượng phân phối hàng mà chúng ta mới vừa lập luận ta cái luận ngay đây chính là cái phương án cơ bản ban đầu chúng ta cần tính này cái cột đầu tiên của nó là 03000 này cậu thứ hai là 00200 này cột thứ ba là 10 10 mười không này và cột cuối cùng là không 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 hai đúng chưa? Đấy làm như thế thì nó sẽ sinh ra các phương pháp gan như vậy là một lần nữa trong cái ví dụ ba này nó có một cái đặc điểm khác so với hai cái ví dụ trên đó là nó xuất hiện một cái u đây cái ô như thế như này người ta gọi là ô trúng này để cho các em thấy được cái quy định cũng như là các phương pháp gan Thế thì cái ưu điểm của cái phương pháp sắp xỉ phô gan này thì nhắc lại một lần nữa này. Nếu các em tìm ra được cái phương án cơ bản ban đầu bằng phương pháp phô gan là cái phương án này này thì khả năng cái phương án này nó rất gần với cái phương án tối ưu của cái bài toán vận tải chúng ta. Ưu điểm của nó. Tuy nhiên, cái phương pháp phô gan này chúng ta thấy là hồi nãy giờ chúng ta tính toán toát một hầu hộp nó mới ra được cái phương án này. Điều đó có nghĩa rằng là mặc dù cái phương pháp phô gan nó có cái ưu điểm là nó, nó rất gần với cái phương án tối ưu và nó giúp cho, cho thuộc toán thế vị sau này chúng ta giải cái bài toán này này nó sẽ ngắn gọn nhưng để giải cái bài toán này mà theo cái phương pháp forgan này thì khối lượng tính toán rất là nhiều nhiều như thế này này các em thấy chưa trong khi đó với cái phương pháp chi phí bé nhất trong toàn bản mặc dù mặc dù uh, nó nếu gì nó làm cho cái việc giải bài toán vận tải bằng phương pháp thế vị sau này nó có thể dài hơn một chút nhưng nhưng nó được một cái lợi đó là gì các em bỏ vào đây là các em sẽ tính rất là nhanh đúng không nãy ta thấy rằng hai cái ví dụ này khối lượng tính toán của nó cũng rất là nhẹ nhàng và việc đưa ra cái cái phương án cơ bản của nó cũng cực kỳ nhanh cho nên người ta nói rằng là so với hai cái phương pháp thì phương pháp chi phí bé nhất này nó gì nó tiện lợi hơn cho nên người ta thích dùng nó hơn người ta thích dùng nó hơn đấy mặc dù là so với cái tính tối ưu thì cái phương pháp sắp phô gan này nó tối ưu hơn nhưng mà khối lượng tính toán nó hơi nhiều đấy rồi bây giờ thầy giới thiệu với các em một cái phương pháp nữa nha một cái phương pháp nữa cũng cũng thường hay dùng thôi, nhưng mà người ta lại ít thích dùng cái phương pháp này. phương pháp này người ta gọi là phương pháp góc tây bắc. phương pháp góc tây bắc nha. Thế thì quy định của phương pháp góc tây bắc đó là gì? Là tiến hành phân phối tối đa vào cái ô mà nằm ở góc trên cùng bên trái, đại cứ nhớ là cứ trên trước và bên trái là được. Thì sau khi phân phối xong thì xóa bỏ cái dòng quả cột đã phân phối hết hoặc đã nhận đủ để được bản vận tải mới, rồi tiến hành phân phối tối đa vào cái ô góc trên bên trái đối với các bảng vận tải mới này. Đấy thì người ta gọi nó là cái phương pháp góc tây bắc. Như vậy cái phương pháp với tây bắc là nó không quan tâm rằng cái ô cái mà chúng ta phân phối nó có chi phí là lớn hay bé, nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm ở cái góc phía tây bắc là được nha. Đây bây giờ thầy sẽ làm cho các em xem một cái ví dụ mẫu à, và sau đó ta tự làm thôi, vì cái này nó cũng khá là đơn giản. Rồi, à, đây là một cái bài toán vận tải có hàm mục tiêu đặc minh và bài toán này cũng có tổng thu bằng tổng phát. Thực tế thì chúng ta đã làm. Đây bây giờ các em này, em lấy góc tây bắc là cái góc mà nó nằm ở, ở sát cái chữ P và chữ T này. Đấy. Cứ thế này thôi. Đầu tiên là tới ưu tiên phía trên trước. Cứ đi lên trước nhá. Rồi tính từ bên trái. Càng phía bên trái là được, ưu tiên cái phía này trước này. Rồi mới tới cái này. Rồi như vậy các em thấy này, trong cái bảng vận tải này cái ô số 2 này chính là cái ô mà chắc chắn sẽ được ưu tiên theo phía góc tây bắc nó vừa tây mà vừa trái nhất nữa tây nhất và trái nhất hơn rồi như vậy phân phối ở đây đây 40 đơn vị hạ vậy xem như cái cột này đã bỏ này có nghĩa là tạm thu đã thu đủ và chỗ này còn thừa lại 10 đơn vị chưa phát vậy các bảng vận tải còn lại của chúng ta là các bảng này các em thấy chưa các bảng vận tải còn lại ở đây thì con số 1 này chính là cái ô ở vị trí góc tây bắc của chúng ta vì nó nằm ở đây nhất và phía bên trái nhất như vậy ô này sẽ là ô phân phối phân phối tối đa vào đây sẽ là 10 đơn vị hàng thôi vì lý do là các anh chàng chỉ còn 10 anh này sẽ còn lại là 75 đơn vị hàng chưa nhận như vậy thì cái dòng này này sẽ sẽ bỏ ra bỏ ra khổ bản vận tải vì lý do là cái anh này phát khách vậy các bản vận tải còn lại của chúng ta là các bảng này đúng không thì các bản này con số 4 này chính là cái con số ở trên nhất và phía bên trái nhất như vậy con số 4 này chính là cái con số sẽ được à, hay là cái ô sẽ được ưu tiên phân phối vào đây và tối đa của nó là 60 đơn vị nha yeah, 60 đơn vị và xem như là cái dòng này đã phát hết anh này anh chỉ còn lại là 15 đơn vị hàng chưa nhận đúng chưa đấy thì còn lại hai cái ô này thì ô số 6 này phải là ô được ưu tiên vì nó không tên nhất nhưng mà nó là bên trái nhất nha à. như vậy là chỗ này là sẽ là bỏ vào 15 thôi 15 thôi vì cái này nó đã còn 15 đơn vị hàng bỏ qua đây nữa là đủ đủ như vậy là cái cột này hết như vậy cái này nó còn lại là còn bao nhiêu các em là còn lại là 65 phân à, 55 chứ 55 vì nó trừ cho 15 đơn vị hàng đó rồi 55 đơn vị hàng này phân phối cuối cùng vào đây thì cái này nó là 50 15 nữa là vừa đủ còn một ô duy nhất cho nó không Đấy là vừa đủ như vậy ta được phương án cơ bản ban đầu dựa theo phương pháp góc Tây Bắc nó sẽ là à, bao nhiêu à, đây nhá sẽ là gì chỗ này sẽ là 40 40 10 à, cái này viết là bị bị nhầm rồi đây nè phân phối theo hướng góc trên bên trái mà nhưng mà cái, cái này bị nhầm rồi cái này phải viết lại cho nó đúng là như này là 40 nè à, cái này viết bị nhầm rồi 40 nè 10 không nè. 10 nè không nè đi chưa rồi chỗ này sẽ là 0 60 không đúng rồi cái này sẽ là 00 không à, 0, 15 55 đó chính xác phải là như thế đây chính là cái phương án À, được cơ bản ban đầu được xác định theo phương pháp góc tây bắc. Được chưa các em? Đây, thầy bị nhầm của chỗ này một tí. Rồi, tương tự như vậy cho cái ví dụ ở dưới này. Cái ví dụ dưới này thì các em làm tương tự thôi nha. Cái này thầy sẽ hướng dẫn nhanh, ví dụ như cái này là bỏ vô đây 40 này. Vì nó nằm trên bên trái cứ góc này trước, 40 vậy bỏ cột này nhé, cái này còn 20, cái này thầy nói nhanh thôi. 20 tiếp theo cái này chính là bỏ vô đây 20 này. Bỏ 20 cái này còn 40 này. Rồi, bỏ luôn cái dòng này ra. À tiếp theo sẽ là 3. 3 thì cái này nó sẽ là gì? 30. Đúng chưa? 30 như vậy cái dòng này bỏ ra tiếp. Cái này là còn lại 10 đơn vị hàng chưa chưa nhận. À rồi sau đó là con 6. 6 thì chỗ này nó sẽ là 10 đơn vị hàng. Còn lại 20 bỏ với 20 này nữa là đủ, đúng chưa? Đấy, đây chính là cái cách sử dụng cái phương án cơ bản theo cái phương pháp góc Tây Bắc của chúng ta. Đây là toàn bộ cái nội dung mà thầy muốn hướng dẫn cho các em về cái cách xác định phương án cơ bản ban đầu. Đây là một bước rất là quan trọng và nó là bước khởi đầu của thuộc toán thế vị sau này. À, hy vọng rằng là chúng ta sẽ nắm vững à, các cái à, thuộc toán này để chúng ta giải quyết các bài toán vận tải. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái tiết học tiếp theo.